Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội vì những biến động chính trị. Ngày 9 tháng 7, VOA tiếng Việt cho hay, Viện Louis, biến động chính trị ở Việt Nam đang kìm hãm nền kinh tế. VOA dẫn nhận định của Viện Nghiên cứu Louis, Viện Nghiên cứu về Chính sách Quốc tế có trụ sở ở Sydney, Úc, cho biết biến động chính trị cùng chiến dịch chống tham nhũng gây tranh cãi và việc đình trệ ra quyết định đang làm suy yếu quá trình phục hồi, có nguy cơ hạn chế khả năng hưởng lợi của Việt Nam từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Hình ảnh bài trên VOA. Theo Viện Louis, cuộc chiến chống tham nhũng được tổng trọng phát động từ năm 2016, còn được gọi là đốt lò, chỉ thực sự bùng nổ vào năm 2023. Trong vòng một năm, số vụ tham nhũng và số công chức bị buộc tội ở tất cả các cấp chính quyền nhiều gấp 3 lần so với năm 2016. Trong đó, hai chủ tịch nước và một chủ tịch quốc hội phải rời ghế, gây ra sự biến động chính trị chưa từng có tiền lệ. VOA cho biết khu vực tư nhân cũng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống tham nhũng này, khi nhiều giám đốc điều hành của các tập đoàn hàng đầu trong nước, trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản và y tế đã bị bắt giữ hay bị bỏ tù. Trong đó, cựu trùm bất động sản Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình. Viện Louis cho rằng không có gì ngạc nhiên khi tổng vốn đầu tư năm ngoái của Việt Nam đã giảm, đầu tư tư nhân trong nước cũng giảm, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Trong khi đầu tư công tăng và tăng trưởng FDI ổn định không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm này, Việt Nam phải đối mặt với một số rủi ro lớn khi sự hỗn loạn trong lĩnh vực tài chính và bất động sản phủ bóng đen lên tương lai của đầu tư tư nhân. Nhưng bất động chính trị của chiến dịch chống tham nhũng dường như là hạn chế cấp bách nhất đối với Việt Nam, theo Viện Nghiên cứu Úc. Tô Chủ tịch, nhân vật dẫn đầu trong cuộc chiến quyền lực dẫn đến suy thoái kinh tế của Việt Nam. VOA dẫn nhận định của hai nhà nghiên cứu Ahmed Albarrak và Ronald Raja viết trong bài phân tích của Louis cho rằng việc từ chức của các quan chức cấp cao trong Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho các công chức cấp thấp hơn. Các quy trình hành chính cũng đang bị chậm trễ do các quan chức không muốn ký phê duyệt. Ngoài sức ì quan liêu, tình trạng từ chức hàng loạt đang làm giảm khả năng thực thi, đặc biệt là ở chính quyền địa phương. Với việc các quan chức Việt Nam cực kỳ thận trọng trong việc ký kết các quyết định đầu tư công, việc giải ngân, chỉ tiêu theo kế hoạch vẫn ở mức thấp. Tính đến tháng 5 năm nay, chỉ có 22,3% kế hoạch chi tiêu được giải ngân. Hai nhà nghiên cứu trên viết và trích dẫn nhận định của các tổ chức tài chính quốc tế lớn cho rằng đầu tư công là chìa khóa để phục hồi kinh tế nhanh hơn. VOA dẫn một hãng truyền thông quốc tế hồi tháng 2 năm 2023 cho biết các quan chức của Việt Nam cảnh giác khi ký kết các dự án đầu tư vì họ sợ rằng họ có thể dính líu đến tham nhũng và ngày càng chọn phương án không làm gì cả để tránh rắc rối. Hãng Intel quyết định không mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Theo VOA, Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây hồi tháng 5 năm 2024 cảnh cáo chính phủ Việt Nam về sự thất vọng của họ đối với những rào cản pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài, gây ra bế tắc giữa lúc Việt Nam bị bủa vây bởi chiến dịch chống tham nhũng leo thang và tình trạng bất ổn chính trị. Vẫn theo Louis, việc đình trệ ra quyết định trở thành điểm nghẽn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch, cũng là một vấn đề nóng ở Việt Nam. Việt Nam có sản lượng điện mặt trời và gió cao nhất ASEAN, nhưng tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng chưa theo kịp. Nhiều dự án hạ tầng năng lượng bị chậm tiến độ do thủ tục hành chính kéo dài, theo Louis. Nhà sản xuất chip Intel vào năm ngoái quyết định không mở rộng hoạt động tại Việt Nam với lý do lo ngại về nguồn cung cấp điện thiếu ổn định và thủ tục hành chính rườm rà. Sẽ có thêm các nhà đầu tư làm theo hoặc tệ hơn là tiếp tục như vậy nếu tình trạng tê liệt chính sách tiếp tục cản trở các khoản đầu tư công bổ sung cần thiết. Louis nhận định, nếu điều đó xảy ra, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội vì những biến động chính trị. Các nhóm lừa đảo qua mạng gốc Trung Quốc đang tìm chỗ đứng tại Việt Nam. Ngày 3 tháng 7, AFA tiếng Việt cho hay, đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam là quốc gia có số người dùng mạng xã hội thuộc hàng đầu trên thế giới và đang dần trở thành một trung tâm lớn về tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua không gian mạng. Đây là nội dung được nêu ra trong buổi hội thảo trực tuyến về lừa đảo qua mạng và buôn người ở Campuchia và Việt Nam do Viện Hòa Bình,
USIP có trụ sở tại Hoa Kỳ tổ chức hôm 2 tháng 7 năm 2024. AFA dẫn lời ông Andrew Wellsdang, chuyên gia cấp cao chuyên về Việt Nam của USIP, cho biết một trong những mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở Đông Nam Á là sự hiện diện ngày càng tăng của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có nhiều mạng lưới có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn nhận định của bà Diệp Vương, chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận Pacific Links Foundation, cho biết Việt Nam đang dần trở thành trung tâm của tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua mạng. Nguyên do chính là sau đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều tin giả và do đó số lượng tuyển dụng lừa đảo qua mạng ngày càng tăng. AFA dẫn ý kiến của ông Jason Tower, chuyên gia cấp cao chuyên về Burma của USIP, cho biết Việt Nam đã bị ảnh hưởng nhiều với tư cách là một quốc gia tiền tuyến. Biên giới Việt Nam bị bao vây bởi những ổ tội phạm này. An ninh biên giới của Việt Nam bị ảnh hưởng sâu sắc. Gần đây hơn, các nhóm tội phạm gốc Trung Quốc đang tìm cách tạo dựng chỗ đứng tại Việt Nam nhằm biến Việt Nam thành trung tâm cho hoạt động lừa đảo trực tuyến. AFA cũng dẫn phát biểu của ông Brian McKinn, giám đốc văn phòng đại diện Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế INL thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho biết tại hội thảo rằng tội phạm xuyên quốc gia đang gây ra bất ổn toàn cầu. Nó làm xói mòn nền dân chủ, làm giảm tăng trưởng kinh tế và đầu tư. Hình ảnh những nạn nhân, người Việt bị lừa vào các đường dây lừa đảo qua mạng được giải cứu ở Campuchia. Theo ông Ryan McKinn, có hai nhóm nạn nhân chính của đường dây lừa đảo qua mạng. Thứ nhất là những người bị dụ dỗ đến làm việc ở các trụ sở nhóm lừa đảo. Những công việc này thường được quảng cáo là thuộc ngành công nghệ, để rồi chính những người lao động này bị lừa và bị cưỡng bức làm việc để lừa đảo lại người khác. Họ thường là nam giới, được đào tạo kỹ năng về công nghệ và ngoại ngữ. Ước tính có khoảng hơn 300.000 nạn nhân buôn người từ hơn 60 quốc gia đang bị giam giữ tại các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Nhóm nạn nhân thứ hai chính là mục tiêu của những trò lừa đảo qua mạng. Hoa Kỳ và các công dân Đông Nam Á là mục tiêu chính của mạng lưới này. Vào năm 2023, công dân Hoa Kỳ đã thiệt hại ước tính khoảng 3,5 tỷ USD vì những âm mưu tội phạm này. Con số này có thể bị đánh giá thấp do báo cáo chưa đầy đủ. Theo ông Brian McKinn, mối đe dọa ngày càng tăng này sẽ đòi hỏi sự hợp tác quốc tế được cải thiện để chống lại khả năng hoạt động xuyên biên giới của các nhóm tội phạm. Hoa Kỳ cam kết sẽ sát cánh cùng các đối tác Đông Nam Á để hỗ trợ các nỗ lực của họ trong việc ngăn chặn, triệt phá tội phạm có tổ chức xuyên biên giới và các hoạt động lừa đảo trực tuyến. AFA tiếp tục dẫn ý kiến của tiến sĩ Hải Lương, giảng viên chuyên ngành tội phạm học tại Đại học Griffith, Úc, nêu một số giải pháp mà chính phủ Việt Nam cần thực hiện để ngăn chặn tình trạng tội phạm trực tuyến, bao gồm cải tiến khuôn khổ pháp lý, tăng cường hợp tác song phương, đa phương giữa các quốc gia liên quan, tuyên truyền về các phương thức tuyển dụng của các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, đầu tư và nâng cao quyền lực của chính quyền địa phương, tăng cường chia sẻ thông tin để điều tra tội phạm, nhận diện và hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo cưỡng bức phạm tội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin các nhóm lừa đảo qua mạng gốc Trung Quốc đang tìm chỗ đứng tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.